Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em tên là Bùi Thị Hà Như, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Uyên Phong. Lời đầu tiên cho phép em gửi tới quý vị đại biểu, quý ban giám khảo và toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ. Đến với hội thi ngày hôm nay, em mang đến hội thi câu chuyện Chị Võ Thị Sáu, người anh hùng miền đất đỏ. Câu chuyện của em xin phép được bắt đầu. Năm 1946, chiến xuất phát quay lại chiến Bà Rịa Vũng Tàu lần 2. Nơi đây đã có một cô gái hy sinh vì Tổ quốc nên độc lập cho nước nhà. Chị là tấm gương sáng cho mỗi chúng ta. Đến tiếp tiết sắc sửa hùng này, chúng ta mãi noi yêu chị. Chị là Võ Thị Sáu, tên thật Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933 tại xã Phúc Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mới 14 tuổi, chị đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng, trốn lên chiến khu. Với dáng người nhỏ bé, thông minh, nhanh nhẹ, nhưng chị dũng cảm cùng một lòng yêu nước, tâm thủ sẵn sâu sắc, chị đã được kết nạp vào đội công an xung phong, thành xuất sắc nhiệm vụ liên lạc và tiếp tế. Ngày 14 tháng 7 năm 1948, chị tham gia hoạt động, chị tham gia chống phá, meeting, kỷ niệm, thành phát. Tháng 11, chị mang theo lựu đạn, quà vào đám người đi làm căn cước, đến vào nơi làm việc của kết quả tổng tổng. Tháng 2 năm 1949, chị mang theo lựu đạn phục kích, giết chết một tên khoa tổng tổng và làm bị thương 20 người lính. Năm 1950, chị mang theo lựu đạn phục kích, giết chết một tên cai tổng tổng và một tên Việt Giang, bắn nước hai tại xã nhà. Lần đó, chị bị địch bắt. Sau gần 3 năm tra tấn giam cầm, từ nhà tù Đất Đỏ đến nhà lao Phạm Chí Hòa, rồi để ra nhà Côn Đảo, chúng không dám thi hành báo án đối với chị Sáu. Sự các chiến sĩ nổi dậy, chúng lấy nút đưa chị đi thủ tiêu. 4 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nhâm Thìn, chị linh án tử hình. Cánh cửa tù xà Lim khẽ mở, chị vẫn bước hiên ngang. Như bao phủ có mặt đông đủ, không chỉ vì hiếu kỳ hay ngạc nhiên kiếp sợ một người con gái. Một tên giết người bảo chị quỳ xuống, chị chỉ thẳng vào mặt Lũ Đao Phủ: "Tao chỉ biết bán, không biết quỳ." Người con gái 16 tuổi bước đi trong ánh nắng nhập nhòa, giơ hai hàng súng. Chị vẫn bước thêm mái tóc thơm mùi bổ kết, chị vẫn ngẩng cao đầu, gấp cánh hoa cài lên mái tóc. Đến pháp trường, chúng hỏi: "Trước khi chết, cô có muốn được nói gì nữa không?" Chị nói: "Không cần vì mất tôi, hãy để tôi được nhìn thấy đất nước yêu của tôi. Đến giây phút cuối cùng, tôi đủ can đảm để nhìn vào họng súng của các ông." Tên chỉ huy hỏi: "Trước khi chết, cô có muốn nói gì nữa không?" "Một, ta muốn đọc quân pháp chúng mày cút hết khỏi Đông Dương. Hai, ta muốn gặp đồng bào của tao. Ba, ta muốn hô to: Đã đảo chiến xuất phát, Việt Nam độc lập muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, muôn năm." Tên trưởng Lê Diệp cũng rút súng, nắm đầu mũi vào khoang tay của chị, bóp cò. Chị đã ngã xuống, nhưng chắc chắn tấm gương của chị vẫn còn mãi. Chị đã đi mãi, qua các thế hệ của chúng ta mãi noi gương chị, người con gái đất đỏ. Vâng, kính thưa hội thi, chúng ta hôm nay được sống trong một thế giới tự do và bình yên. Đó là sự đóng góp vĩ đại của những người anh hùng như chị Võ Thị Sáu. Tấm gương của chị làm cho chúng em vô cùng ngưỡng mộ. Chị đã hy sinh không quên Tổ quốc để chúng em hôm nay được hưởng cuộc sống thái bình. Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý ban giám khảo và toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ.